So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì đã làm tí zombie anh em ạ. Hai ngày không ra clip rồi, không biết là anh em có nhớ mình không nhỉ? Chả nhớ đâu. Rồi, hôm nay quay trở lại làm clip cho anh em. Nhưng mà dạo này thấy chán chán rồi anh em ạ. Cảm thấy không có động lực, bắt đầu thấy chán chán rồi. Mình chán thì mình hay bỏ lắm anh em ạ. Rồi, mẹ cho chi nó đã dí mình rồi này. Thôi, đúng rồi, có con hàng thế thân ở dưới anh em ạ. Ui, ôi, may thế. Được, 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 được. Rồi, và đây là khẩu AK-47 Thanh Long anh em ạ, Thanh Long. Rồi, khẩu này nó không phải là Inferno đâu. Nó easy Inferno nhưng mà nó không phải Inferno. Phiên bản AK-47 VIP Inferno thì nó cũng có một cái skin màu như này. Ây da, trưởng bom bố mày à, con chó này, chó lợn này. Rồi. Bắn đi, nhắm. Ôi giời ơi, bạn đen lắm. Rồi. Ô, cái con này vừa nó thấy ở đầu bên kia và tưởng nó ra nó vồ mình, nó ra nó đi vồ thằng méo nào ạ. Vồ thằng méo nào chỗ bia kìa. Rồi, ui giời, trưởng bom kìa, ui giời ơi. Kinh ấy, trưởng bom từ xa ghê ấy. Ồ, kẹt đấy. Ui, xuống. Rồi, mình biến hết rồi anh em ạ, cứ bình tĩnh á. Chết đi đam, ui đam to phết. Đam đầu 6 lít đi, anh em đùa đâu. Rồi, ui giời ơi, làm sao bạn. Ô, ô, làm sao, chơi cận chiến nhá. Mày đấy, ui. Mình định chơi cận chiến cơ nhưng mà thằng này nó tay lăm lăm hai cái song kiếm nhìn ghê quá cho nên là mẹ biến mẹ hero chém luôn anh em ạ. Một dìu cút luôn, nói nhiều. Giết thằng tơ đấy là ngon rồi, giết thằng tơ đấy khả năng win là cao rồi. Giết là thằng tơ fake cầm song kiếm lăm lăm là ok rồi. Hàng về, hàng về, hàng về. Sao mày? Sao? Mày làm sao? Mày làm sao? Nào lửa vào đây. Ui giời ui, hero còn nguyên luôn ạ. Rồi, bên đây là đang chơi chế độ danh Zubinado. Danh mình hơi thấp nhưng mà nói chung là bọn nó chơi cũng biết chơi rồi anh em ạ. Bọn nó biết chơi rồi. Mình cơ bản là mình không cày. Ở đây là map Hoàng Lăng 2.0. Map này nhìn toàn đá là đá thôi anh em ạ. Nhìn nó hơi thô nhưng mà được cái nó sáng hơn cái map Hoàng Lăng 1.0 kia anh em ạ. Rồi, đá cái hòm đã. Rồi, ui giời, bazooka. Nói chung là nhặt hòm mình ghét nhất là khẩu bazooka này. Thà cho mẹ mấy cái quả choáng còn ngon hơn. Cho quả choáng nó còn có tác dụng anh em ạ. Ví dụ dồn nó dí còn té được. Quả choáng ấy nha, vừa choáng đứng im nha, vừa mẹ đéo nhìn gì luôn. Ừ, choáng cực kỳ là chất lượng luôn. Nào, hai hunter lửa, ba hunter điện luôn đã đầu. Nói chung cái phòng nào nó mà biết chơi ấy, tơ điện thì nó sẽ giữ nguyên. Còn mấy cái con mà mắc tiến hóa thì nó sẽ đi nó ăn hòm tơ fake. Đấy. Nó làm tơ chủ bom với tơ sông kiếm thì thôi mẹ ỉa chảy luôn anh em ạ. Thế sơ sơ nó phải có 6 con tơ rồi, 3 tơ điện với 3 tơ fake. Nếu mà như thế thì mẹ Hero chỉ có ỉa ra quần rồi anh em ạ. Mà nó còn biết chơi nữa thôi. Xác định luôn. Nào, chuyên mục. À, anh Từ. Anh Từ có cố gắng. À, nó chửa bom mình kìa. Ừ. Mày sắp chửa bom tao rồi nha. Yeah. Tao khốn nạn này toàn chửa bom từ xa đấy ạ. Rất là khó chịu anh em ạ. Nóng Hoàng Lăng này rất đẹp. Nó như kiểu... Ui ơi, cái gì đấy anh? Ui, anh lao như một cái thật. Ai à? Ui, tưởng nó chết rồi mà mẹ theo nó lại đéo chết kìa. Quá mình tưởng cố được cơ. Anh ơi, đéo cố được anh em ạ. Cay thế nhỏ, đây dưới này còn có hoa sen, hoa sủng này. Kinh phết. Cho xin hòm cuối nha anh ơi. Cho xin hòm tơ fake, cho xin hòm tơ fake. Đâu rồi, đây rồi. Của mình rồi. Ngon. Chạy chưa, cút chưa. Cút chưa? Rồi. Cút chưa? Chết luôn chứ đùa đâu. Hóa tơ fake. Hóa tơ fake. Ai à, nó mà ăn mẹ hero rồi. Mình giờ thằng nó biến cái con hero đấm bốc này nó chém kinh phết anh em ạ. Mỗi một lần nó gồng giáp đây là nó kiểu nó miễn nhiễm ấy anh em. Ui giờ một phát rồi. Hai phát rồi. Ừ làm sao? Sao con làm sao ba phát rồi? Ui. Rồi. Ui sao để thằng kia nó vào đấm thế? Nó ăn hôi thế. Tính ra là một mình solo chết cái con hero nữ luôn đi anh em ạ. Con cầm boomerang á. Ba phát đặc biệt, một phát chấp thưởng, cút luôn. Rồi, đấy. Zombie nó phải như thế, phải đồng lòng anh em ạ, nó phải đồng lòng. Rồi, là cặp top 2 anh em ạ. Ừ, thôi cũng được. Cũng được anh em ạ, cũng được thôi. Nào, nhẹ lòng quang tí. Nãy giờ chưa nhặt được hòm là ngon ngon tí nhỉ. Tí nữa sẽ có cái hiệp đó là búp Damaka. Cái map này nó thật đến nỗi mà nó có cả bóng luôn ạ.
bóng của nhân vật luôn, kinh vãi. Ở đây rồi, đây khoảng 51, ngon 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 ngon. Đây trên này bắn luôn nhá. Đúng rồi. Chạy chuột đi anh em ạ. Đù. Chỉ có các trời ơi. Nó ra kìa anh, mẹ thằng này vẫn trông đít à. Có đéo hiểu. Đấy nhá, đấy là tao cứu mạng mày nhá. Cái thế để nó cào mẹ đi anh em ạ. Thằng đồ rất thật sự. Đứng cứ quay về thằng này bắn ra kia đéo quay. Đéo canh móc lốp gì cả. Nào bắn cho nó rơi đi ngay. Đúng rồi. Đúng rồi, thằng yếu này. Ui giời ơi. Điểm nhanh thế. Rồi. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Đây. Kìa nó lên kìa. Ui nó gồng. Nó gồng là phải chơi khẩu này. Nó gồng là phải chơi khẩu này. Nó gồng chơi khẩu này thì nó mới gọi là đẩy lùi được anh em ạ. Ừ, mày giúp trong nhà đúng không? Mày giúp trong nhà. Chạy cối anh em ạ. Tàng hình y tá. Ui, bị yếu này. Y tá đã tàng hình cái map này mẹ có nhìn thật. Chả nhìn mẹ gì. Mờ. Rồi, cho mình tí thôi. Sát được đĩa hero rồi, còn 12 chiến binh nữa. Nào, chúng mày sao. Đạn thì nó cũng hơi hạn hẹp tí anh em ạ. Bắn nó phải dè dè. Bắn không dám ủi nhiệt tình. Nào, nếu mà tơ phách thì nguy hiểm này. Với tơ phách thì cực kỳ nguy hiểm này. Đạn của khẩu 51 của mình vẫn còn 125 viện cơ. Thoải mái đi, ui sợ rồi. Nào, chạy đâu, ui ơi. Tại sao nó đầy máu luôn, lúc tên yếu mà nó đầy máu luôn, ảo thế nhở. Chạy đi, ra chỗ khác, ra chỗ khác chơi. Cái này không có đất của bạn diễn đâu nha. Không có đất cho mày diễn đâu. Đi chỗ khác. Kinh khủng, nó nhảy kinh khủng. Nhẹ nó. Được của nó anh em ạ. Trái này đông Việt Nam hết anh em ạ. Đi chỗ khác chơi, đi chỗ khác chơi. Nó gồng lên bắn được có 72 đam ạ. Nói chung là vẫn không bằng cái gồng của con đấy được. Con tơ điện nó gồng là kinh khủng nhất. Con tơ điện nó gồng bắn 132 đam ạ. So về nếu mà chơi solo với Hezo, chơi tơ điện không mà gồng lên vào chém thì vẫn ngon hơn. Cho chém lên mai cho chết anh em ạ. Nhưng mà hết gồng phát nó cút luôn. Ôi giời, bạn đã móc được mình. Ôi cái gì đây anh? Vãi cả nồi. Rồi biến luôn. Con mẹ nó chứ. Tưởng nó chết rồi ai dè để tí nữa thì ngu người như lúc đấy anh em ạ. Ừ. Làm sao? Làm sao vào đây? Nào. Chạy, bây giờ tưởng thế nào. Lại chạy. Mày ăn tao, đúng rồi, đấm nó anh ơi. Đúng rồi, hay quá anh ơi. Đấm bỏ con mẹ đi anh ơi. Đấm bỏ con mẹ đi. Nào, đấm bỏ mẹ đi. Ây da, ây da, đặc biệt luôn. Ui dài ôi, tuyệt vời anh ơi. Đấy, nó phải thế chứ. Hết giờ anh em ạ. Tưởng có liên zombie chứ không phải hết giờ anh em ạ. Top 2 thằng kia bắn kinh thế nhở. Đã lên 700 rồi, 700 mấy rồi. Ôi ôi, trận này vừa thằng kia nó bắn cái khẩu gì biết mà nó húp kinh quá nhờ. Mình húp không lại luôn, mình nó bắn nó cũng thuộc dạng gọi là liếm cũng ác anh em ạ. Nhưng không lại nó. Rồi, đừng có cho tao, đừng rồi mày thế. Này cho làm zombie nữa thì ngu người anh em ạ. Làm zombie không liếm được nhiều kill bằng chiến binh đâu. Chiến binh ra liếm nhiều hơn. Rồi, xuống đây. Cố làm cái dè. Thằng này xuống liếm mẹ hết hòm rồi. Ô, mẹ tai thật. Cái hòm dưới này thì nguy hiểm quá. Rồi, tôi điện đâu anh? Đi đâu đây anh? Để em hóa kiếp cho anh nhá. Ồ, hiệp này được búp ấy này. Hôm nay được búp hồi sinh của zombie này. Ừ, kinh nhói. Rồi. Chạy đâu hết rồi. Ui, có hòm tơ phách ở đây. Tơ phách rồi anh em ạ. Ui, chúng nó xèo trong nhà ghê quá rồi. Anh xèo xèo để em về em ớn quá. Con lợn này vẫn đứng mà chạy cối ạ. Ê mẹ nó quay qua đây, quay nó ngay trước mặt mình rồi ạ. À đù, tí thì vỡ mồm. Đây làm cái kim tiêm, tí nó trích phát hết mẹ luôn. Rồi đi phát chơi, đi phát chơi anh ơi. Nhưng mà y tá mà cầm cái lưỡi hái mà chém thì chậm lắm anh em ạ. Không biết là anh em chơi cảm giác như nào, nhưng mình thấy cảm thấy y tá mà cầm lưỡi hái chém như cái bìu anh em ạ. Thà chơi mẹ dùm non dùm đỏ đấy, bắn nó sướng hơn, à chém nó sướng hơn. Rồi không biết nó có hồi sinh không, không hồi sinh rồi mày tê. Ừ, làm sao bạn. Sao mẹ sao đông thế nhở. Ô mẹ vãi nồi ạ, phân thân 4-5 con luôn ạ. Cái gì mà đông vui thế.
Ôi sao bên này vẫn hơn nhỉ? Sao bên này vẫn hơn? Té sang bên này vẫn hơn. Ừ. Nào đi phát cho anh ơi, tao tìm kiếm mày làm gì ở đây? Mày nhảy làm sao được? Mày vướng cái bẹ cục dài dài của mày rồi, sao không nhảy được? À, chỗ khác chơi rồi. Y tá chỗ này nó vọt được đấy anh em ạ. Y tá với từ nó bay qua nó vọt. Cái gì đây anh? Kinh thế. Nó thẳng ấy. Ui ôi, đâu được, đâu được, đâu được, đâu được tí nào. Ai à, mất giáp. Ai à. Ôi, quá mẹ. Ui, may quá, may quá. Thính không? Vào đây nào, nào. Ui xời, vào đây. Ui giời, vào đây anh hóa kiếp. Vào đây anh hóa kiếp cho nào. Vào đây anh hóa kiếp cho nào. Nào. Ba vết 9. Vào đây. Hay là từ đây. Từ chúng tôi. Nào. Chém nó. Chém nó. Đấy là hai từ luận. Chém nó. Ui giời ơi, từ chúng tôi. Đằng kia té chưa? Té chưa? Té chưa? Ui giời, một mình ăn ban từ luôn ạ. Mẹ, thế thì đỡ hộ, đỡ hộ nào. Chơi mày, chơi. Ui giời ơi. Nhảy nhót với chúng tôi à? Được chưa anh em? Ngon ngay. Quá mình nhảy mà tường mình nhảy lên cái bệ hoàng lăng này mình nhặt cái hòm ở trên cơ. Mà nhảy con mẹ xuống dưới nhưng mà lại bú ngay về cái hòm mẹ cũng là cái hòm đấy anh em ạ. Nó cũng đặt ở đấy luôn. Ừ. Nhưng không sao, sai lầm đã sửa chui vào nhà phát clear team ngay. Một mình húp hết mấy cái tường anh em ạ. Rồi, đá cái hòm nào, đá cái hòm nào. Cũng sợ mày thế nhỏ, không được, không phải biến hero à, biến zombie anh em ạ. Ui giờ cái gì mà lựu không vậy? Ui giờ cái gì đây? Mẹ nguyên liệu không anh em ạ? Cái thế nhỏ. Ba hòm thì một choáng hai lựu đạn zombie. Con mẹ nó chứ. Nào lên anh ơi. Ôi bé thật thật cái con loanh quanh quanh boss à? Ui giời ơi, số mày tận rồi. Mẹ thiếp nó đéo chết. Rồi lên trên này đi. Sẽ ngon hơn. Đứng dưới kia đứng ở trên bàn thờ nguy hiểm lắm nhỏ. Đứng trên bàn thờ chết lúc nào không biết đâu. Nó hai hướng mà. Có khi là ba hướng ấy, y tá nó móc rồi, ba hướng. Rồi. Sao các bạn? Cẩn thận đứng chỗ này chỉ sợ con tơ trụ bom nó chửa cho quả là cút luôn anh em ạ. Ừ ừ nào. Nào, đi các chơi. Ôi sao bên này rồi? Ôi, không chơi. Tao sao bên này rồi, chúng mày làm gì tao? Chúng mày làm gì tao? Chúng mày làm gì tao? Ừ. Một tí nơi. Nào, gồng à, gồng đi nhá bạn. Đi nhá bạn. Ui giời ơi. Đi đẹp chứ. Nhiều anh em bảo là cầm tanker vậy thủ dâm mẹ trả thủ dâm thì mẹ giờ zoom nó khỏe phách cả đái ra mà ông đòi ông đi săn ấy thì vậy tôi gọi một cu. Đỗ ông đi săn được ấy. Mẹ nó chờ vật đông vật tây nó bắn cho ỉa ra quần ấy chứ ở đấy mà săn. Rồi. Mà chơi có phải zombie V4 hoặc V4 thì bảo nghe bảo đi săn thì còn nghe được chứ. Mẹ nano để nó săn mẹ tơ sửa bom cái thứ nó chém nó ỉa quần anh em ạ. Rồi. Ô thằng này. Cận trợ. Ui ơi, bắn giáp. Ui. Ui. Con mẹ nó ảo thế nhỉ. Eo chọc quả như thế mà trượt ạ. À. Nếu hiểu kiểu gì ngu người. Ơ. À, ảo lộc lá, lộc lá, lộc lá, lộc lá. Lộc. Lộc lá. Ui giời ơi. Cay thế nhỏ, chỉ đeo đủ tiến hóa để ăn cái hòm cay chứ. À. Ôi, bố nào còn nhắm choáng đây. Nó chưa đủ anh em bọn hòm nữa. Đều, hòm này nữa là đủ. Rồi, đỏ lòm rồi. Mình trên. Ui giời, tớ nhảy lên rồi. Cái hòm này của mình rồi. Mà ăn tơ. Tơ xong kiếm cho nó máu. Ừ. Nhảy đi, ui, nhảy đi. Ui, cua kinh ấy nhỏ. Mày, ai ạ. Mày, ôi đâu ấy? Ê, mày thằng này lag sao mình nó nhảy ảo thế nhờ? Ô, nó ra vòng về đây rồi này. Ừ, được rồi đấy, giờ được rồi đấy. Chạy chưa con rời. Chưa biến hero luôn à? Ừ. Mày, ôi da. Mày, ấy nó biến mẹ hero rồi. Đéo được anh em ạ, nó lên nó liếm cái hòm rồi. Thôi, thôi. Bỏ qua, đi ăn con hero khác anh em ạ. Ba con bên này đang dưới đất để chém nó sướng. Sao bạn? Làm sao bạn? Một phát con nữ, hai phát con nữ, ba phát. Ui giời, cút luôn. À, đau quá nhỉ. Mẹ mấy thằng này gì kinh thế. Thôi, em lên trên này. Ui giời, mẹ chém xa chưa? Được rồi anh em ạ. Lên trên thùng hàng người tưởng sống rồi mẹ. Vẫn chết, vẫn đè đầu cái cổ ra nó chém được của mình ạ. Đùa của nó, như chắc đặc biệt sao.
Rồi, và rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip. Đừng quên lại cho mình một like, một subscribe, nhớ bấm chuông nhận thông báo những clip mới nhất của mình nha.